Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn. Đến, đến, với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một công cụ hay có thể sử dụng trên máy tính và đặc biệt dùng ngay trên điện thoại. Trong video này mình sẽ chỉ dẫn cách sử dụng công cụ chuyển đổi văn bản thành giọng nói bằng trí tuệ nhân tạo AI, có cảm xúc tự nhiên, nhấn nhá như con người thật sự từ nhà OpenAI, với điểm đặc biệt là tạo chuyển giọng tiếng Việt đơn giản, dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí. Ok, đây là giao diện một trang mà các bạn sẽ sử dụng. Các bạn lên nhớ hãy vào ứng dụng chom để có thể dịch sang tiếng Việt cho dễ thao tác. Ở đây như các bạn đã thấy giao diện là tiếng Việt rồi phải không? Lúc mới vào sẽ vào tiếng Anh. Ok các bạn, thì hiện tại ở đây là đang sử dụng miễn phí. Các bạn có thể đăng ký tài khoản hoặc không đăng ký cũng được nha. Mình cũng không biết là khi nào phải trả phí. Nên các bạn hãy nhanh sử dụng và chia sẻ mọi người cùng hay. Thôi ok, giờ mình bắt đầu thử sử dụng cho các bạn cùng làm nhé. Đầu tiên chúng ta cần có lời thoại. Thì các bạn có sẵn để copy vào hoặc tự nhập viết vào đây nhé. Hoặc có thể các bạn có các file Word, PowerPoint, TXT. Còn phần phía bên phải là phần các bạn có thể chọn các giọng nói, bạn cứ lướt nghe, đọc thử coi mình cần giọng nào thì mình bấm vô nhé. Ok, mình đã copy sẵn một câu chuyện và mình sẽ dán vô nhé. Rồi giờ việc tiếp theo là các bạn chọn tốc độ nói, thì bạn chọn luôn hoặc chút nữa các bạn chỉnh tốc độ cũng được. Tiếp theo mình sẽ bấm vào tạo giọng nói. Ok. Hệ thống đã ghi thành công, mình sẽ ấn vào phần đi tới trang lịch sử. Ok, hệ thống xử lý rất là nhanh phải không các bạn? Ở bên đây mình thấy có phần 3 chấm mình sẽ ấn vào đây để tải về, hoặc đây mình sẽ chỉ tốc độ và nghe lại coi đã theo như ý mình mong muốn hay chưa. Đó lúc đầu là tốc độ bình thường nhá. Giờ mình sẽ bấm tốc độ 1,25 hay okay, nha. mình sẽ nghe thành quả nhá. Hai bậm nhậu say bí tỉ trên đường về nhà. Tới bờ sông, bỗng một người thốt lên. Thôi chết, cầu có một bây giờ thành hai rồi. Rùi mà bước nhầm cái cầu ảo là ngùm luôn. Có lẽ vì hồi nãy mình mới làm có một chai nên mới thành hai cái cầu. Hay là mình làm thêm một chai nữa, bảo đảm một cái sẽ thành ba, rồi tụi mình qua cái giữa là chắc ăn nhất. Hà ha, chí phải. Chí phải. Hai chú say gặp nhau. Một chú chỉ tay lên trời và hỏi chú kia. Thưa ông, trên kia là mặt trăng hay mặt trời? Dạ, xin lỗi ông. Tôi không phải là người địa phương nên cũng không rõ. Đó, các bạn nghe thấy chưa tuyệt vời phải không các bạn? Có. Có cảm xúc tự nhiên, nhấn nha như con người thật sự. Rồi rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Có thắc mắc gì hãy để lại bình luận nha. Và link mình sẽ để dưới phần mô tả. Nhớ like và đăng ký kênh cho mình có động lực làm tiếp các thắc mắc cũng như chia sẻ với các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.